Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với em Xuân Hùng Ô Tô. Ngày hôm nay thì em giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc xe, đó là chiếc xe Mitsubishi Charger. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe này khá nổi tiếng và rất được nhiều người yêu chuộng. Vâng, trước mắt chúng ta thì là một chiếc xe Charger 2016, được trang bị máy 1.2, hộp số tự động. Xe được trang bị 5 ghế với tính năng là tiết kiệm nhiên liệu và chạy khá là bền bỉ. Vâng, bây giờ em sẽ quay chi tiết xung quanh một vòng cho quý vị và các bạn xem qua chiếc xe Charger này. Đời 2016 được trang bị là đèn gầm, xi nhan tiên gương, na răng đúc 4 bánh, xe màu trắng thôi nhé. Xe này thì các bác mua về sẵn đi thôi, sạch sẽ rồi. Đời 2016 số tự động, đi khá là ok, hợp lý. Vâng thưa bác, thì giá thành chiếc xe này bên em đang chào bán cho quý vị các bạn là 325 triệu đồng. Giá trên thì vẫn bao hồ sơ cũng như là thương lượng cho quý vị và các bạn một chút. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0789 323 799. Nhà 0789 323 799. Các bác cái điện trực tiếp cho em thì các bác sẽ được mua xe với những giá hợp lý nhất và rẻ nhất trong thời gian. Quay chi tiết một chiếc xe này thì form dáng các bác nhìn là nó cũng khá là bắt mắt và đẹp. Một cái dòng Charger này được rất nhiều người ưu chuộng luôn. Form dáng nó cũng khá là bắt mắt và đẹp, nhưng mà nó có được trang bị một cái khối động cơ 1.25, cho nên là ăn xăng khá là ít và chạy cũng khá lướt các bác nhé. Xe đời mới cho nên chạy là khá lướt, rất tiện lợi cho gia đình chúng ta. Chúng ta có thể mua chiếc này về chạy gia đình hoặc là mua về để chạy thêm dịch vụ, nó cũng quá hợp lý. Bởi vì đời thì cao, giá tiền thì hợp lý và form dáng cũng đẹp. Đặc biệt nó tiêu tốn nhiên liệu rất là ít luôn các bác nhé. Xe bản đủ các bác nhé, số tự động xe bản đủ. Thì ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy thì nó sẽ có đèn gầm này, rồi thì la răng đúc 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương các bác nhé. Đấy, la răng đúc 4 bánh, xi nhan tích hợp trên gương thì nó khá là bắt mắt. Mở bên trong ra thì đây cho quý vị các bạn xem bên trong đây ạ. Về form dáng chiếc này thì gọn nhẹ và rất là ok luôn. Được trang bị là gương kính chỉnh điện này các bác nhé. Đấy, kính chỉnh điện này, gương chỉnh điện này. Được trang bị đầy đủ phím bấm này các bác nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Và điều hòa là tự động nhé, điều hòa auto. Rất nhiều các tính năng, số tự động này, máy 1.25. Và đặc biệt là đây, vô lăng túi khí đầy đủ này các bác nhé. Xe thì nội thất vẫn còn nguyên zin của ghế này, ghế zin nguyên. Đây là chủ nhà cũng khá là chịu chơi và chịu tu, đã lên một bộ lót sàn 3D các nhá, rồi có cả rối luôn. Đấy, đây là những người chủ nhà họ mới làm như vậy. Chứ còn bọn em buôn xe về thì chắc chắn là sẽ không mua thêm cái này đâu, vì mua thêm cái này nó cũng khá nhiều tiền. Nhưng mà chiếc xe như thế nào thì bên em để nguyên như thế nhá, các bác mua về là nó sẵn sàng sử dụng như vậy thôi. Keo chỉ chiếc này thì bao cho các bác là zin toàn tập luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Khoang đằng sau đây cũng khá là rộng rãi các bác nhá. Khá rộng rãi và xe thì đây ghế nó còn ghế zin của xe này, ghế da xịn, ghế zin của xe này. Đấy, lót sàn 3D rồi lót rối rất là sạch sẽ luôn. Trần thì đã được độ trần 3D rồi các bác này. Đấy, chống nóng các bác nhá. Thường thường cái dòng xe rẻ này thì trần nó mỏng. Cho nên là chúng ta về chủ nhà độ thêm cho nó đỡ nóng thôi. Keo chỉ thì bao zin cho các bác không mất phần nào. Mắt đèn cũng còn nguyên, sáng nhá. Charger biển 88 Vĩnh Phúc các bác nhá. Đấy, xe thì còn khá là chất lượng, về sẵn đi thôi. Chiếc Charger này thì cái khoang, cái cốp sau nó cũng khá là rộng. Em quên mất mở cho các bác. Đây, cốp sau đây. Và bên trong các bác nhìn thì nó cũng khá là đẹp, không có bị han mọt gì. Tất cả còn ok nhá. La răng đúc lốp mới, cả dàn luôn, về sẵn đi. Đây ạ, về form dáng, về tắp ly tắp lô đây, còn khá là đẹp, nguyên vẹn. Thì các bác mua về sẵn đi thôi, cũng chẳng phải làm gì đâu ạ. Các bác nhé, số tự động máy 1.25, ăn xăng rất ít nhưng chạy khá lướt. Đấy, các bác có nhu cầu mua chiếc xe này hãy alo cho em luôn các bác nhé. Các bác tất cả những chiếc xe ở đây thì các bác cứ alo cho em thì các bác sẽ sẽ mua được những chiếc xe mà giá hợp lý nhất. Vậy em bán xe cực kỳ dễ luôn các bác nhé, cứ có lãi là bán rồi. Đấy, có lãi là bán, không cần phải quan trọng là lãi nhiều hay lãi ít, có lãi là bán. Còn nhiều khi các bác mà trả em mà không có lãi thì em xin phép là em không bán được. Bây giờ em sẽ cho các bác xem về máy chiếc xe này.
Vâng, thưa quý vị, đây là máy của chiếc xe Attrage. Attrage 2016 các bác nhé. Xe được trang bị máy 1.2 3 máy thôi. Đấy, xăng ăn rất là ít. Xăng ăn rất ít luôn nhá các bác nhá. Đây cho các bác xem hai bên này. Đấy, khung sườn còn nguyên vẹn, không mất một cái gì. Đây, cabo với lốp đít còn nguyên. Em đang lổ máy và bật điều hòa các bác nhé. Đấy, lổ ra điều hòa. Xe được trang bị phanh ABS này. Đấy, khá là an toàn các bác nhá. Đây hộp ABS đây. Khá là an toàn. Cho chúng ta đi chiếc xe này cũng khá là ok chất lượng. Đấy, tất cả hai bên này quá ok luôn. Tất cả zin nhá, keo chỉ bao zin cho các bác luôn, không mất phân keo chỉ là. Máy lổ thì thầm luôn các bác ạ. Đấy, máy lổ thì thầm luôn này, các bác không nghe gì đâu. Nhá, máy lổ thì thầm luôn, không nghe gì. Đấy, đây là bật điều hòa thì nó kêu một tí xong là thôi. Em đã bật cả điều hòa luôn các bác nhá. Vâng, thưa các bác, thì em giới thiệu chi tiết một chiếc xe Attrage 2016 số tự động. Máy 1.2 cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, hãy điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại 0789 323 799 để được mua giá hợp lý nhất nhé. Em xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.